Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích cũng như là nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày nhé. Cú lừa kinh điển trong giao dịch bất động sản bạn nên cẩn thận. Câu chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần ở nhiều nơi nhưng còn rất là nhiều người chưa biết và khả năng trong tương lai bạn cũng sẽ dính vào cái bẫy này. Hãy chia sẻ video cho nhiều người được biết nhé. A có một bất động sản bán cho B với giá là 2 tỷ đồng. B đặt cọc cho A 500 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau đi công chứng thì B trả nốt số tiền còn lại. Nếu A không bán nữa thì A sẽ phải đền gấp đôi số tiền đặt cọc cho B. Trong 2 tháng đó thì có C đến gặp A và đề nghị mua lô đất với giá 4 tỷ đồng. A nghĩ bán cho C được lời hơn bán cho B tới tận 2 tỷ đồng nên đồng ý bán cho C. C đặt cọc cho A số tiền là 200 triệu đồng và hẹn 2 tháng nữa đi công chứng thanh toán đủ số tiền còn lại. Nếu tới thời hạn công chứng mà C không mua thì sẽ mất cọc 200 triệu và ngược lại. Khi tới thời hạn công chứng với B, A nói hủy giao dịch và đền cho B là 1 tỷ đồng. Đến thời hạn công chứng với C, C báo không mua nữa và chấp nhận mất cọc 200 triệu. Như vậy, tổng số tiền A nhận được là 500 triệu của B cộng 200 triệu của C bằng 700 triệu. Tổng số tiền A mất là 500 triệu trả cọc cộng 500 triệu đền cọc bằng 1 tỷ đồng. Và kết luận trong chuyện này, A có đất muốn bán không bán được và bị mất thêm 300 triệu đồng. Đây là một câu chuyện đã xảy ra lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản nhưng vẫn còn rất nhiều người mắc và vướng phải. Quý anh chị và các bạn xem được video này thấy nó hữu ích thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh để Biển Xanh có nhiều video hữu ích cung cấp thêm cho quý anh chị theo dõi nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn bình an, nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.